cho các bạn đã đến với kênh Địa Chí Vovo TV Online. Hôm nay, cô bé Masa sẽ tới trường để học. Sau khi hỏi và biết được dự định của Masa là sẽ tới trường, chú gấu ở nhà cũng đang cảm thấy buồn chán nên muốn theo Masa. Nhưng trước tiên, chú gấu nhà ta cần phải được tắm rửa sạch sẽ nè. Nên các bạn cùng mình và Masa tắm gội cho gấu nhé. Sau đó lựa chọn những trang phục, túi sách, giày dép nè, thật đẹp cho Masa và gấu để họ cùng tới trường nhé các bạn. Bây giờ bắt đầu công việc thôi các bạn ơi. Nào chúng ta chuẩn bị nào. Cùng Masa tắm cho gấu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xả nước. Chúng ta sẽ xả nước cho thấm ướt bộ lông của gấu này. Tiếp theo chúng ta sẽ cho dầu gội này. Chúng ta sẽ gội đầu cho gấu, xả nước cho sạch dầu gội nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng xà phòng này, xà phòng và đánh khắp người gấu để làm sạch. Đây nữa này, đánh khắp người gấu cho thơm này các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta lại xả nước, xả nước cho sạch xà phòng. Bây giờ chúng ta sẽ lau khô. Sấy khô lại bộ lông cho gấu nhé. Rồi, các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cho một tí nước hoa nào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lau lại cho khô nhé các bạn, lau lại bộ lông cho gấu. Bây giờ gấu nhà ta đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi nhé các bạn. Bây giờ còn tiếp theo chúng ta sẽ giúp Masa lựa chọn trang phục để tới trường nhé. Bây giờ cô bé Masa sẽ giúp cô bé Masa ta lựa chọn những trang phục thật đẹp. Chúng ta sẽ cùng Masa thử từng trang phục nhé các bạn. Wow, các bạn ơi, chỉ với chiếc một chiếc áo đồng phục thật là đẹp này, các bạn có thấy đẹp không? Bây giờ chúng ta sẽ thử những trang phục khác thử xem nhé. Đây này, các bạn có thấy đẹp không? Bộ này cũng khá là đẹp nhỉ. Đây nữa này. Cũng khá là nhiều trang phục thật là đẹp. Các bạn ơi, theo các bạn thì bộ trang phục nào là đẹp? Mình thích bộ trang phục này. Mình thích nhất là bộ trang phục này. Các bạn thấy các bạn có giống mình không? À.
bộ trang phục này cũng khá là đẹp. Chọn được áo và váy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sẽ giúp cô bé Masa lựa chọn những đôi tất thật là đẹp nhé. Mình sẽ chọn đôi tất này nhé các bạn. Tiếp theo, rồi chúng ta đã chọn được một cái vòng đeo tay rồi, cũng khá là đẹp phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ chọn cho bé Masa chúng ta một chiếc ba lô xinh xắn để tới trường nhé. Mình sẽ chọn chiếc túi xách này nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một đôi giày giúp cô bé Masa. Đôi này cũng đẹp đây. Đôi màu tím này theo mình thì rất là đẹp. Các bạn có thấy giống như mình không? Mình chọn bộ này cho Masa nhé. Cô bé Masa của chúng ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ giúp cho chú gấu chuẩn bị trang phục để đến trường nhé các bạn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn trang phục giúp gấu. Thân hình của chú gấu nha ta cũng hơi bị là to lớn, nên hình như là khó lựa trang phục hơn bé Masa thì phải. Hình như là bộ trang phục đầu tiên này có vẻ là hợp với gấu nhất, phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn một chiếc quần cho chú gấu nhé. Ê, không hợp rồi. Chiếc quần này trông cũng được phải không các bạn? Nào, chúng ta thử những cái tiếp theo xem nào. Không hợp rồi. Cái này cũng tạm thôi. Chúng ta chọn chiếc quần này nhé. Hình như chiếc quần này có vẻ tiệp với chiếc cài vàng của chú gấu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn đôi tất nào. Ui, không đẹp. Không đẹp rồi. Này được không các bạn? Mình chọn đôi tất màu trắng này nhé. Vòng đeo tay này. Này nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cho chú gấu một chiếc ba lô nào. Chúng ta sẽ chọn chiếc này nhé các bạn. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ chọn ra một đôi giày nào. Không đẹp. Này được không các bạn? Này nhé các bạn.
là chú gấu nhà ta cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Nào, bây giờ cùng Masa tới trường thôi gấu ơi. Trò chơi đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi. Hy vọng sắp tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của chúng tôi, đăng ký để đón theo dõi thường xuyên hơn nhé. Kênh giải trí Bobo TV Online trân trọng cảm ơn các bạn.